Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết của tác giả Đức Huy Nguyễn. Bài viết có mang tên Một số loại trang phục thời Lê Nguyễn. Hiện nay người Việt Nam chúng ta ai cũng đã quen thuộc với hình ảnh chiếc áo dài truyền thống thướt tha, hình ảnh không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn đi ra đến ngoài thế giới. Thế nhưng, những chiếc áo dài được gọi là truyền thống đó cũng chỉ là một dạng áo tân thời mới xuất hiện gần đây mà thôi. Việt Nam ta với lịch sử lâu đời còn có rất nhiều các loại trang phục khác nữa, nhưng tiếc rằng lại ít được biết đến. Chính vì vậy qua bài viết này, mình muốn giới thiệu cho mọi người sơ lược một số các kiểu trang phục nước ta thời kỳ Lê, Nguyễn. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem các nhóm phục dựng cổ phục mình có ghi ở bên dưới hoặc tìm đọc cuốn Ngàn năm áo mũ của Trần Quang Đức nhé. Áo ngũ thân cổ đứng. Trước năm 1744, người Việt vẫn thường xuyên mặc áo giao lĩnh có cổ đàn chéo trước ngực, để tóc dài và buông xõa. Tuy nhiên tới năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát với tâm lý là muốn độc lập hoàn toàn một cõi, nên bên cạnh những cải cách về chính trị xã hội, ông cũng tiến hành những cải cách trang phục ở đằng trong. Ông đã quyết định toàn bộ người dân Huế và các vùng đất phía Nam nằm trong sự cai trị, cát cứ của ông phải mặc kiểu áo mới, cổ đứng, cài khuy về phía bên phải, tay áo kẹp, kết hợp với những chiếc quần hai ống, được gợi ý từ kiểu áo của người Trung Hoa. Kiểu tóc lúc này cũng không còn buông xõa như trước đây, mà thay vào đó, người ta búi chúng lại, rồi dùng vải che tóc quấn quanh đầu. Chính nhờ những cải cách này mà chiếc áo ngũ thân cổ đứng đã được ra đời. Áo may cổ đứng có 5 phần, vì thời xưa công nghệ chưa phát triển. Khổ vải dệt từ tơ tằm chỉ được 30-50cm, khi may thành tà áo, phải nối lại gọi là đổi sóng hay là nối sóng, cho nên áo ngũ thân có tất cả 4 vạt chính và 1 vạt phụ nên được gọi là áo ngũ thân. Áo tấc. Áo tấc là cách gọi của người miền Bắc, có nghĩa nôm na là áo được sử dụng cho các dịp trọng đại, quan, hôn, tang lễ, vân vân. Đây cũng là một loại áo phổ biến thời Nguyễn, mọi tầng lớp từ dân đen đến quan lại, vua chúa đều có thể mặc trong các dịp trang trọng. Áo tấc thường có tay dài và rộng khoảng từ 30-50cm, chiều dài ống tay tính cộng theo từ cổ tay dài ra khoảng 40-50cm, tà áo không quá gối 10cm. Áo may theo kiểu áo viên lĩnh cổ tròn nhưng lại nối thêm một dải vải cao tầm 4-5cm, đứng lên ôm lấy cổ áo nên được gọi là áo cổ đứng. Áo có tay dài và tay áo rộng khoảng 90cm nên trong miền Nam thường gọi là áo rộng. Áo giao lĩnh. Áo giao lĩnh còn được biết đến với cái tên là trưởng lĩnh, tràng vạt, đối lĩnh, là một dạng áo cổ nhất của văn hóa Đông Á. Loại áo này có cổ áo giao nhau ở trước ngực và vạt nằm trên chéo qua bên phải của người mặc, bên trái của người nhìn. Từ xưa, loại áo này thường có nhiều kiểu ống tay áo, nhưng chủ yếu phân biệt ở dạng tay thụng hoặc là tay hẹp, bó sát. Kiểu áo này phổ biến ở Việt Nam vào thời Lý, Trần, Lê, cho đến năm 1744 khi có lệnh sửa đổi ăn mặc của người đàng trong. Ở đàng ngoài áo cổ chéo tiếp tục có mặt cho đến khi nhà Nguyễn dẹp nhà Tây Sơn, thống nhất Sơn Hà. Giao lĩnh vạt dài. Giao lĩnh vạt dài quá đầu gối, cả nam lẫn nữ đều mặc. Khi mặc thì áo phủ bên ngoài thường, một loại váy quây che hạ thể, cố định bởi một dây buộc lụa ở vùng hông. Dạng phục trang này phổ biến tại cả 4 nước, Việt, Trung, Hàn, Nhật, song thay đổi qua các thời kỳ và nhiều khác biệt về tiểu tiết có thể dùng để nhận dạng. Đặc điểm của áo lĩnh vạt dài triều Lê là có cổ cong võng. Kiểu cổ giao lĩnh này được thấy khá phổ biến từ thời Tống về trước, song đến triều Minh, cổ giao lĩnh thẳng hơn và kéo kín hơn, làm nên sự khác biệt giữa giao lĩnh triều Lê và Minh cũng như là triều Tiên, vốn chịu ảnh hưởng bởi phục sức Minh. Một điểm nữa có thể dùng để nhận biết là váy của Minh và triều Tiên thường có nếp gấp, còn váy của thời Lê thì không. Giao lĩnh vạt ngắn. Giao lĩnh vạt ngắn, dài không quá thân trên, thường dùng cho phụ nữ. Tại Việt Nam thời Lê, giao lĩnh vạt ngắn có thường quây bên ngoài, tương tự các thời kỳ trước của Trung Quốc, có nét tương đồng với giao lĩnh quây Hakama của Nhật. Tuy nhiên, giao lĩnh vạt ngắn quây thường ở triều Lê có thể phân biệt với giao lĩnh vạt ngắn quây thường của các triều đại ở Trung Quốc, ở chỗ chiếc thường bên ngoài ngắn hơn chiếc thường hoặc là váy ở bên trong, để lộ ra hai lớp váy. Trong khi đó, ở Trung Quốc cũng như Nhật Bản và Triều Tiên, chiếc thường bên ngoài thường dài đến sát đất, che kín chiếc thường hoặc là váy ở bên trong. Áo viên lĩnh. Áo viên lĩnh còn gọi là áo cổ tròn, cổ kiêng, gai cúc bên vai phải. Dạng áo này tương tự như áo giao lĩnh,
nhưng áo là dạng cổ tròn thay vì cổ giao nhau, cũng có dạng vạt ngắn và vạt dài. Đây là một loại áo xuất xứ từ Trung Á, sau đó du nhập vào Trung Hoa, thời Ngũ Hổ thập lục quốc và lan rộng sang các quốc gia khác. Cũng như giao lĩnh, áo viên lĩnh cũng có những biến thể, chủ yếu là ở hình dạng tay áo rộng hay chẽn. Loại áo này cũng phối hợp với thường, phủ ra ngoài hoặc mặc bên trong tùy ý của người mặc. Vào thời Lê Nguyễn, áo viên lĩnh là kiểu áo chính thức nhất của tầng lớp quan viên và triều đình. Viên lĩnh vạt dài. Viên lĩnh vạt dài thường được mặc phủ bên ngoài thường. Viên lĩnh vạt ngắn. Viên lĩnh vạt ngắn thường có thường quấy bên trong và thường dùng cho phụ nữ. Áo đối khâm. Áo đối khâm tức vạt áo đối nhau. Đối khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song với nhau, thường để buông thõng, khoác bên ngoài, nhìn được rõ lớp áo bên trong. Loại áo này thường xẻ tà hai bên, độ dài chưa chạm đến chân váy. Từ thời Lý Trần, nước ta đã chuộng loại áo này. Nhật bình. Nhật bình cũng là một dạng áo đối khâm, là loại áo sử dụng cho phụ nữ mệnh phụ nhà Nguyễn. Theo quy chế, đây là áo thường triều của Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, trưởng công chúa và là áo đại triều của hàng phi tần và mệnh phụ phu nhân. Trang phục này được sử dụng trong những lễ tiết trong cung cấm. Áo Nhật Bình xuất xứ từ áo phi phong thời Minh, là một loại áo cổ trực lĩnh, hai tà áo đối nhau ở phần cổ, được may cặp theo mép áo và được gài đối lại. Bên trong thường mặc áo cổ đứng, tay chẽn lót trong và áo khoác Nhật Bình bên ngoài. Đầu của người mặc được chít khăn vành và được vấn khoảng từ 40 đến 50 vòng tùy theo thứ bậc. Tiện phục và cao thúc. Đôi khi phụ nữ không khoác giao lĩnh hay là viên lĩnh ở ngoài, chỉ mặc một chiếc nội y, áo yếm, choàng thêm chiếc áo đối khâm. Đây là kiểu tiện phục quen thuộc của các hậu phi, khi nội y phụ nữ chỉ là một dạng quấn quanh ngực, kết hợp với thường kéo cao và đối khâm, sẽ tạo nên một kiểu trang phục khá giống với phụ nữ thời Đường và sau này được ưa chuộng tại Triều Tiên. Dạng trang phục này được gọi là cao thúc. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!